Có nhiều người á, người ta nói cái câu là người ta xấu tốt gì mặc kệ. Quý vị trong đường đời có nói chữ mặc kệ không? Thí dụ mọi người gặp người ta đi tới phía trước té xuống cái hố chết, mọi người mặc kệ người ta hay là sẽ khuyên người ta né qua một bên đừng té xuống dưới cái hố đó chết á? Hoặc khuyên không được cũng phải khéo léo tinh chuyên dùng cái trí huệ của mình khuyên lách hoặc là dụ người ta đi sang cái đường khác, chứ để người ta đi xuống, người ta té xuống cái hố người ta chết. Mình vô tâm lắm. Mà nếu mình tu theo hạnh Bồ Tát, mình mặc kệ là mình vô tâm á. Còn nếu như mà người ta xấu ác quá mà mình dấn thân vào, mình đưa mình vào chốn nguy hiểm, không được, trong cái giới của Bồ Tát cũng không được đưa mình vào chốn nguy hiểm. Thì mình phải sao? Bởi vậy mới cần giới hạnh khéo léo, trí huệ, diệu dụng. Chúng ta mới cần sự diệu dụng khéo léo. Nam mô Phật. Cho nên á, quỷ thần khác với thần ở chỗ là thần người ta chánh trực, người ta không làm cái xấu. Tiên Nga thì người ta hiền và thiện, gặp cái xấu người ta lánh xa, cái tốt người ta lại gần. Các vị thần thì tốt thì thưởng, ác thì phạt. Nhưng mà Bồ Tát hạnh thì tốt thì độ, ác tác tệ cỡ nào cũng phải dớt. Nhưng mà dớt trong trí huệ, diệu dụng và khéo léo. Nam mô Phật. Ta đồng nói mọi người hiểu không ạ? Còn nói chữ mặc kệ là quá vô tâm. Cái đó dành cho con người đang đi về cái hướng của chữ con nói và làm, không phải dành cho những người đang đi về cái chữ người đi lên.